tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Yuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, Thưa bà Maria xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Nãy đây bà sẽ thụ thai, xin hạ một con trai và đặt tên là Giêsu Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà gia cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận bà maria thưa với sứ thần việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng sứ thần đáp thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con thiên chúa kể bà elizabeth người họ hàng với bà tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với Sư thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa trong tự do của chính Ngài đã muốn và chọn Đức Trinh Nữ Maria, người thiếu nữ Sion, tham dự vào công trình cứu độ của Ngài. Sự đặc tuyển này của Thiên Chúa là nhằm muốn cho con một của người được làm người và bước vào trần gian. Mẹ Maria là một trinh nữ vô cùng đặc biệt, có một không hai giữa nhân loại này. Chúa chọn mẹ để nhận một ân huệ lớn lao vô song không gì và không ai sánh bì là làm mẹ của con thiên chúa nhập thể làm người vì được đặc tuyển nên mẹ được thiên chúa bao phủ mẹ vì được đặc tuyển nên thiên chúa đổ đầy ân sủng trên mẹ nhờ vậy mẹ trở nên đấng đầy ân sủng vì được chúa luôn ở cùng lòng mẹ cưu mang và xin hạ con một của đấng tối cao là để hiện thực ân huệ vô song ấy của thiên chúa Điều này khiến cho mẹ bối rối, không thể hiểu trong bối cảnh tôn giáo và xã hội thời của mẹ. Trong mẹ, với sự đặc tuyển đầy ưu ái cách đặc biệt và lạ lùng, chương trình của Thiên Chúa chắc chắn sẽ thành tựu. Tuy mẹ có không hiểu và bối rối, vì đối với Thiên Chúa không có gì mà Ngài không thể làm được và nhờ mẹ bằng tự do chọn điều thiền hảo tốt nhất chọn điều phù hợp thánh ý của thiên chúa mẹ phó mình và nói lời xin vâng trọn vẹn đây là một lời đáp trả trước thần lực vô song lời xin vâng của đức tin hoàn toàn phó mình trong tay thiên chúa lời đáp trả của mẹ đã thể hiện sự vâng phục hoàn toàn bất cứ những gì thiên chúa muốn ngang qua sứ thần được sai đi tôi xin vâng theo ý của người. Mẹ xin vâng để xin cho ý Chúa Cha được thể hiện. Đó là một sự xin vâng hoàn toàn của tự do. Thiên Chúa có tự do chọn mẹ và mẹ dùng tự do để đáp trả lại sự tự do chọn lựa của Thiên Chúa. Cả hai tự do đi tìm điều thiền hảo đã gặp nhau. Nhân loại được hướng nhờ hoa trái của cuộc trao đổi gặp gỡ đầy tự do này hoa trái này xuất phát từ lòng mẹ là sinh ra đấng cứu thế cuộc đặc tuyển của thiên chúa đầy tự do mẹ trong tự do đã hoàn toàn hiến mình cho thiên chúa thực hiện điều ngài muốn nhờ vậy mà không có việc gì thiên chúa không làm được đây là một cuộc hạnh ngộ mang lại sự sống đây là một cuộc hạnh ngộ mang lại niềm vui ơn cứu độ Và đây là cuộc hạnh ngộ tái tạo đất trời Và cũng đây là cuộc hạnh ngộ làm nên mùa xuân sự sống vĩnh cửu cho nhân loại phải chết Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi Chúng ta được mời gọi đọc Kinh Mân Côi là bản tóm của các sách tin mừng khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, chúng ta mượn mời gọi chiêm ngắm những việc lạ lùng mà Thiên Chúa đã làm trên đời mẹ và trong nhân loại này. Khi đọc Kinh Mân Côi, chúng ta chào kính mẹ, đấng đầy ân sủng và là người có phúc được Thiên Chúa đặc tuyển giữa muôn người. Khi đọc Kinh Mân Côi, chúng ta khẩn cầu mẹ thương đến chúng ta những người có tội nhưng nhờ mẹ mà trở nên có phúc vì được Chúa ở cùng. Khi đọc kinh mân côi Chúng ta cũng góp phần đưa về cho Chúa Những tâm hồn nguội lạnh khô khan Xin được ơn hoán cải đỡ nâng Và trong tất cả khi đọc kinh mân côi Chúng ta được nhắc nhở và cùng nhắc nhở nhau Chiêm ngắm mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa Đấng không có việc gì mà Ngài không thể làm được Qua người nữ khiêm nhu xin hạ đấng cứu thế cho trần gian tội lụy. Chúng ta có một bài hát và xin mượn lời của bài hát đó để mời gọi tất cả chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa trong Kinh Mân Côi. Đó là bài hát chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Linh Mục Nhạc Sĩ Thành Tâm. Trong bài hát này, tóm lược các mầu nhiệm vui, sáng, thương mừng của 20 mầu nhiệm Mân Côi. Chúng ta cùng chiêm ngắm, suy niệm, xác tín và sống kinh mân côi với mẹ kính yêu của chúng ta. Tình yêu hạ mình đã giáng thế, làm người như ta nơi trần thế, đến ban, đến ban an bình, vui mừng cho nhà nhà, hồng ân cứu độ, chan hòa khắp nơi nơi. Tình yêu vào đời là ánh sáng, là đường đưa ta đến sự sống, bánh thiêng bởi trời, ban dư đầy cho người người đường đi có ngài đồng hành hãi sợ chi tình yêu quên mình đã hiến tế một chiều năm xưa trên thập giá biến đau thương thành chứng từ qua mọi thời tình yêu của ngài muôn đời chẳng phôi phai tình yêu của ngài là bất tử vì ngài hôm nào đã phục sinh đổi thay thân phận vô vọng kiếp làm người thành dân nước trời đời đời hưởng an vui Xin tạ ơn Chúa đã xin xuống dương trần, xin cảm ơn mẹ vì là mẹ Thiên Chúa. Xin tạ ơn Chúa đã thương cứu nhân trần, xin cảm ơn mẹ vì mẹ luôn cứu con. Amen.